ở đây đâu nhỉ? Con của chị mà sao em lại đến đây? Nhưng phải em dẫn dâu em đâu có ai ở. Chị cũng không biết hôm nọ lên thì hai mẹ con không biết từ đâu, thế về không có ai thì hai mẹ con tưởng tạm. Chị muốn đi đâu thì đi, từ nhà em không có ai ở. Con ơi, mẹ về rồi. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Lại ai nữa đây? Con ơi. Con ơi, con đi đâu rồi? Mà ở nhà chờ mẹ đi đâu đi rồi? Em, chị tìm ai? Chị tìm con em ở đây, em có thấy đứa bé tầm 10 tuổi ở đây đi đâu không nhỉ? Cái đứa bé ở trong lều này phải không? Ừ đúng rồi. Em đuổi đi rồi, em không cho ở. Con của chị mà sao em lại đuổi nó đi? Lều của em Tân Châu em không cho ai ở. Chị cũng không biết, hôm nọ lên thì hai mẹ con không biết đi đâu, thấy lều không có ai, chị hai mẹ con ở tạm. Hôm nọ em không ở nhà là em lấy trâu đi bừa, bây giờ em về em không cho ai ở đâu. Thế sao em không đợi chị về hắng đuổi con hai mẹ con chị đi? Em không biết, em về em không có chỗ ở là em đuổi đi. Thế em đuổi đi lâu chưa? Em đuổi đi cách đây được 1-2 tiếng rồi. Em cho chị đi tìm con về xin ở đây mấy hôm đã, bây giờ hai mẹ con chị cũng không biết đi đâu ở. Không được, bây giờ em còn ở đây. Bây giờ chị muốn đi đâu ở thì ở. Liệu nhà em không cho hai mẹ con chị ở đây được đâu. Bây giờ đuổi con chị đi, bây giờ chị biết tìm con ở đâu bây giờ. Kệ chị muốn đi đâu tìm thì đi, nếu nhà em không cho ai ở. Con ơi, bây giờ tìm con ở đâu bây giờ? Tự nhiên lại có hai mẹ con lang thang ở đây. Ơ, con đồ không lấy đi à? Ơ, chị ơi, con đồ của chị không lấy luôn à? Đồ của chị đây, cũng không cho để ở đây đâu, vướng lều. Con ơi, bây giờ mẹ tìm con ở đâu đây?
con rồi. Giờ mẹ tìm con ở đâu bây giờ? Cháu có thấy em bé gái nào tầm 10 tuổi mặc cái áo dài dài xanh xanh đi qua đây không? Cháu không. À, thế cô cảm ơn nhé. Cháu có hỏi tí, cháu có thấy em bé gái nào tầm 10 tuổi áo xanh xanh đi qua đây không? Ừ. Mặc áo dài dài ấy. Ừ.
À, thế cô cảm ơn nhé. Vâng. Đồng một cái nhá. Ừ. Đổ đây đếm nhá. Có gì lại bán nhá. Dạ. Ừ. Hôm nay nghỉ học à?